Đối với người bình thường chúng ta thì phần lớn thời gian chúng ta thường dành cho công việc Và sẽ có ai đó nghĩ là Tôi nghe đến từ tu á Thì sẽ có nhiều người nghĩ là tu là phải cạo đầu, phải vào chùa Nhưng có nhiều lần anh chia sẻ Với khái niệm của bản thân Ngân Và có lẽ cũng là trong cái ý của quyển sách này Thì tu là một cái quá trình chúng ta rèn luyện để tốt hơn và việc rèn luyện đó, ngoài việc chúng ta học những kiến thức mới, những kiến thức trong sách vở, thì chúng ta tốt hơn mỗi ngày chúng ta rèn luyện về thân và về tâm, thì tất cả những điều đó đều là tu. Và cũng bởi vì phần lớn thời gian của chúng ta dành cho công việc, và bởi vì chúng ta cần phải phát triển bản thân, cho nên là Ngân nghĩ là quyển sách ngày hôm nay tu trong công việc sẽ rất hữu ích với các bạn. ở trong này có nhiều bài ví dụ như là về việc cống hiến hết mình trong công việc cũng chính là tinh thần bồ tát hay như là việc tìm việc thuận theo nhân duyên làm việc là tự rèn luyện những bài viết như vậy sẽ cho chúng ta một góc nhìn chúng ta không cần phải ngồi một chỗ không cần phải vào chùa mới là tu mà từ trong chính công việc của chúng ta hàng ngày hay chính cách sống của chúng ta chúng ta vẫn có thể rèn luyện để chúng ta có thể hạnh phúc và an vui hơn chào anh ngọc và chào phan nguyễn lam quyển sách này của một vị thầy tuy nhiên là ở đây là chúng ta ứng dụng đạo học vào trong đời sống và nếu như có thể hiểu được những đạo lý này và ứng dụng được vào trong công việc của mình thì nó sẽ hỗ trợ rất là đắc lực chúng ta sẽ không phải chạy theo công việc để rồi chúng ta bị stress để rồi chúng ta mệt mỏi với công việc ừ, cho dù chúng ta thành công thì chúng ta cũng không cảm thấy hạnh phúc ở đây chúng ta vẫn đảm bảo được mình thành công trong công việc nhưng ứng dụng những công cụ sẽ giúp mình ít tốn sức hơn và cái sự thành công của chúng ta trở nên dững dàng hơn ví dụ một bài đọc đầu tiên nhé cống hiến hết mình trong công việc chính là tinh thần Bồ Tát. Người ta thường nói, mở mắt đã thấy cần đến tiền, nếu không có tiền con người chẳng làm gì được. Tiền thù lao là điều kiện tối thiểu để trang trải cuộc sống hàng ngày, cũng nhờ thế mà bản thân công việc trở nên có ý nghĩa. Thử nghĩ kỹ, sự biếng nhác không phải là vấn đề ở công việc, mà là sự quấy nhiễu sinh ra trong quá trình làm việc và tiếp xúc với mọi người. Trước đây, môi trường sống ở nông thôn khá đơn giản. Sáng thì ra đồng làm việc, tối tắt, mặt trời thì về nhà. Đối tượng tiếp xúc của họ trên đồng chỉ có trời xanh, mây trắng, mặt đất, cỏ cây, hoa màu, lúa mạ và những con vật nuôi của mình, chứ không phải là con người với thiên hình dạng trạng, thiên biến dạng quá. Các bạn biết từ Tịch dương nghĩa là gì không? Hôm vỡn hôm cũng mới vừa học thêm một từ. Bình thường thì à, à, buổi sáng thì mình gọi là bình minh, buổi chiều gọi là hoàng hôn. Ở đây tịch dương, dương là mặt trời, tịch là tắt. Đó là một từ cũng để chỉ khi mà mặt trời tắt, đó cũng có nghĩa là hoàng hôn ấy. Chia sẻ một uh, một cái ngoài lề để mà mình có thêm một cái vốn từ thôi. thời buổi kinh tế thị trường hiện nay bất luận chúng ta làm nghề gì đều có một khung sẵn trên có cấp trên quản lý dưới có nhân viên trái có bạn bè đồng nghiệp trước mặt có đối tác làm ăn chúng ta phải tiếp xúc với đủ hạng người trên đời dù không có ông chủ cấp cao của mình thì cũng phải tới lui giao tiếp với đối tác khách hàng hoặc các ban ngành quản lý của cơ quan nhà nước chính vì suốt ngày phải ứng xử với các mối quan hệ cực kỳ phức tạp mà con người hiện nay thường cảm thấy cảm thấy cuộc sống là một nỗi khổ vì thế họ bỗng trở về mến mộ thèm khát cuộc sống của người xưa họ chỉ mong sao mỗi ngày chỉ tiếp xúc với ruộng đồng cây cỏ chứ chẳng cần phải tiếp xúc với những vấn đề đau đầu nhức óc phức tạp như hiện nay Sở dĩ sự giao tiếp giữa con người nảy sinh mâu thuẫn là vì mỗi người đều có cách nghĩ, lập trường khác nhau, trình độ văn hóa cũng khác nhau, nên xung đột là điều khó tránh. Có lẽ bạn từng nghĩ rằng, trong lúc người khác mang lại phiền phức cho bạn, thì đồng thời bạn cũng mang lại phiền phức cho người họ, cho người đó. Khi đó bạn cảm thấy bất lực và người khác cũng có cảm giác giống hệt bạn đấy không phải là một chuyện rất công bằng và tất yếu sao bất luận theo đuổi một ngành nghề nào đều có nghĩa là bạn đang góp chút sức nhỏ bé của mình cho sự vận hành của xã hội thực ra đó không chỉ mang ý nghĩa làm để lấy lương nuôi sống bản thân mà nó còn có ý nghĩa lớn lao khác mọi người đang làm cho cuộc sống có ý nghĩa góp một phần nhỏ của mình cho cuộc sống diện toàn. Chỉ cần chúng ta quan sát kỹ sẽ dễ dàng phát hiện ra từ việc ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ, đi đường và tất cả suối nguồn của cuộc sống, con người đều đang dệt thành một mạng lưới. Mỗi người có một công việc được xã hội phân công. Xét trên mặt hiện tượng, chúng có vẻ là riêng lẻ, nhưng thực ra đó là những mắt xích liên quan mật thiết với nhau nhờ thế mà sự luân chuyển trong quan hệ cung cầu mới hài hòa đồng đều cũng chính nhờ sự chăm chỉ chuyên cần lao động đó của từng người mà chúng ta mới có môi trường và điều kiện sống như hiện nay chào các bạn Ngân đang đọc quyển sách tu trong công việc ạ à. quyển sách này của tác giả là hòa thượng thích tánh nghiêm của nhà xuất bản lao động. Quà thượng là một vị trí rất là cao các bạn, cho nên là uh, các thầy đã có cái sự cảm nghiệm cũng như là ứng dụng chiêm nghiệm trong cuộc sống và khi mà uh, viết ra thì cá uh, là cá um, là sâu sắc và dễ hiểu. Chính vì thế trong một xã hội phân công lao động Hợp tác hỗ trợ lẫn nhau như hiện nay, không một ai có thể sống mà chỉ nhờ vào sức lao động của cá nhân mình. Bất luận có nhận lương trợ cấp hay không, chỉ cần một người không tham gia lao động sản xuất thì bản thân họ đã trở thành gánh nặng cho xã hội. Trong mối quan hệ hợp tác làm việc của xã hội loài người, chúng ta là một nhân tố tạo thành mạng lưới của xã hội đó, đóng góp một phần nhỏ vào mắt xích đó. Thế nên, nếu một người không làm việc, suốt ngày chỉ biết ăn chơi nhàn rỗi, tức đồng nghĩa với việc người đó đang trốn tránh trốn tránh trách nhiệm xã hội của mình. Trong quá trình làm việc tập thể, có người có khả năng trí tuệ, tay nghề vượt trội, nhưng vẫn nhận tiền lương ngang bằng với những người kém hơn mình. Xét trên hiện tượng thì người đó làm nhiều, nhưng hưởng ít, dường như mọi người đều cho đó là sự bất công. Nhưng nếu chúng ta nghĩ ở một khía cạnh khác thì đó là việc làm gieo phúc cho mình, tạo phúc cho người, xem đó là thuận lợi để mình kết duyên với mọi người. Người có năng lực kết duyên với người kém hơn mình, cống hiến sức mình cho mọi người, đó chẳng phải là tinh thần và việc làm của một vị Bồ Tát hay sao? Ngân nhớ trong quyển sách đúng gì của tác giả thầy giảng tư trung ấy có đưa ra một câu hỏi, giả sử như bạn nhận được lương 5 triệu thì bạn sẽ làm với uh, cái sức lực với cái mức như thế nào? Thì câu trả lời có thể là bạn nhận lương 5 triệu thì bạn làm đúng 5 triệu giống như nhiều người vẫn thường làm, nhưng vẫn sẽ có những người nhận lương 5 triệu nhưng chỉ làm ở mức 2 triệu rưỡi hay chỉ làm ở mức 1 triệu mà thôi Đó là khi mà uh, những người làm đối phó làm chỉ cốt để lấy lương và sẽ có những người nhận 5 triệu nhưng sẽ làm dưới mức 10 triệu hay thậm chí là 20 triệu thì khi đó có thể người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy họ khờ, đó là cái điều không công bằng với họ rằng tại sao họ lại như vậy nhưng mà nếu chúng ta nhìn sâu vào thì nếu chúng ta tư duy ở cái góc nhìn nhân quả là một cái quy luật tất yếu của vũ trụ thì khi mà chúng một người nào đó họ làm với mức, mức lương nhiêu đó nhưng họ được nhận nhiều hơn thì họ sẽ bị âm phước trở lại có nghĩa họ đang nhận nhiều hơn cho và rồi chắc chắn là vũ trụ sẽ lấy lại của họ để cân bằng vào một lúc nào đó một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy là sẽ có những người thất nghiệp mà không biết lý do tại sao hay là một lúc nào đó thời thế đổi thay và họ không công việc của họ không được như ý muốn và khi đó thì họ trở nên là uh, oán trách những cái người oán trách mọi người oán trách trời đất nhưng um, tất cả những điều đó nó xuất phát từ cái nhân mà họ đã gieo trong quá khứ còn ngược lại những người làm nhiều hơn cái mức mà họ nhận được có thể ngày hôm nay họ chưa nhận được nhưng mà về sau vũ trụ sẽ đáp trả trở lại cho họ một cái nguồn lực tương xứng có những thứ mà chúng ta với mắt thường á chúng ta không nhìn thấy được uhm ngoài cái mức lương ngoài cái lương ra thì chúng ta còn nhận được rất là nhiều thứ khác nữa chẳng hạn như là sự tín nhiệm sự kính trọng của mọi người hay đơn giản các bạn dễ thấy nhất là khi mà chúng ta làm thì chúng ta có kinh nghiệm có trải nghiệm cho dù là cái mức chúng ta nhận về hiện tại chưa tương xứng với những gì chúng ta bỏ ra nhưng mà chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ được đền trả lại một cái xứng đáng Hãy đọc tiếp nha Thế nên chúng ta hãy thay đổi cách nhìn nhận đánh giá vấn đề Thì lòng chúng ta thấy nhẹ nhàng, thư thái Không còn so đo tính toán hơn thua với mọi người nữa Giả sử bản thân người đó không muốn làm công hạnh của một vị Bồ Tát Nhưng làm thêm một chút Làm thêm một chút tức là cống hiến thêm một chút Như thế nghĩa là bạn đã gieo phúc thêm vào ngân hàng của cõi trời, cõi người cõi Phật, cõi Bồ Tát nhiều hơn so với người khác một chút. Khi bạn gửi vào ngân hàng công đức đó càng nhiều, thì phúc đức, phúc báo của bạn càng lớn. Đấy cũng chính là một gặt hái ở quá trình làm việc của bạn. Vì thế, con người sống trong xã hội cần không ngừng hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực của mình. Dốc hết sức lực và trí lực để phục vụ, cống hiến cho xã hội đây chính là chân ý nghĩa của công việc chỉ cần có cơ hội cho chúng ta cống hiến đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình thì chúng ta nên vui vẻ làm đồng thời phải thấy đó là niềm hạnh phúc xây dựng cho mình tinh thần làm việc phục vụ và dân hiến giúp chúng ta xua tan cảm giác chán nản đối với công việc và chức vụ nhờ thế chúng ta thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn từ đó chúng ta mới thấy làm việc chính là niềm hạnh phúc là ý nghĩa của sự sống đúc kết lại phần này tác giả có ghi tự tại trong công việc cho nhiều hơn nhận nghĩa là bạn đang tạo phúc cho chính mình và mọi người và phương pháp gieo duyên lành để gắn kết mình là phương pháp gieo duyên lành để gắn kết mình với mọi người một người có năng lực kết duyên với mọi người, đóng góp chút sức mọn của mình cho xã hội chính là công hạnh của một vị Bồ Tát. Cho nên nếu như trong chúng ta ai đang làm công việc mà chúng ta cảm thấy là cái mức lương mà chúng ta nhận về chưa tương xứng với công việc của mình thì chúng ta có thể suy nghĩ nhẹ nhàng thôi, nếu như công việc đó còn cho chúng ta những cơ hội để phát triển, nếu công việc đó còn cho chúng ta niềm hạnh phúc mỗi khi chúng ta làm, vấn đề duy nhất chỉ là cái mức lương chúng ta nhận được chưa tương xứng thôi thì chúng ta có thể buông xả bởi vì chúng ta sẽ nhận lại bằng một hình thức khác và kỷ luật kỷ luật cao nhất đó chính là kỷ luật với bản thân mình khi nào cho dù chúng ta à, bị người khác xem là khờ người khác cảm thấy là tại sao mình hiền quá vậy tuy nhiên là mình không hổ thẹn với bản thân mình một khi chúng ta làm hết sức mình là khi đó chúng ta đang trân trọng chính bản thân mình và không có gì là dư thừa cả tất cả chúng đều chúng ta đang làm đều có ý nghĩa của nó cả chào thanh tùng chủ chào đặng văn sang bài tiếp theo tìm việc thuận theo nhân duyên mọi người thường nói tốt nghiệp nghĩa là thất nghiệp công an việc làm luôn là vấn đề nóng bỏng và khó khăn đối với những người mới bước chân vào xã hội ở Mỹ, học sinh sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm sẽ xin tiền trợ cấp thất nghiệp của chính phủ hoặc xin dây tiền để học nâng cao nhằm dễ tìm được việc làm hơn. Số tiền dây đó sẽ trừ dần vào tiền lương khi đi làm. Nếu vẫn không tìm được việc làm, nhà nước vẫn duy trì chế độ trợ cấp thất nghiệp. Nếu như mà chúng ta không tìm được một công việc như ý thì khi này kim ngân nghĩ là trước hết chúng ta cần nhìn lại là chúng ta thiếu điều gì có phải thực sự chúng ta thiếu kiến thức hay không có nhiều người khi ra trường thất nghiệp họ nghĩ là mình đang thiếu kiến thức và vì thế họ lại tiếp tục đi học có thể là học lên thạc sĩ học xong thạc sĩ lúc này vừa không tìm được một công việc phù hợp mà khi này uh, cái um, bởi vì họ nghĩ là họ đã bỏ thời gian ra để mà họ học lên cao rồi nên là họ xứng đáng nhận được một cái công việc tốt hơn nhưng họ vẫn thất nghiệp và sau đó họ quyết định là họ nghĩ là bởi vì họ chưa đủ kiến thức và họ tiếp tục học lên tiến sĩ và sau đó nữa cũng mọi việc cũng không tiến triển tốt hơn và đều cốt lõi trong trường hợp này khi mà nhìn nhận kỹ thì có thể họ không phải thiếu kiến thức mà họ thiếu kỹ năng nhất là các bạn sinh viên ở trường chỉ tập trung vào việc học mà không phát triển những cái mảng khác không uh, phát triển thêm kỹ năng cũng không có thêm những cái trải nghiệm trong công việc thì rất dễ rơi vào trường hợp này và đôi khi là những cái kỹ năng những cái um, vòng tròn thiên về kỹ năng nó còn quan trọng hơn đối với cái kiến thức ở mức đó mức độ đó, đó thì uh, kiến thức đôi khi đã đủ rồi nhưng mà kỹ năng chưa đáp ứng được kinh nghiệm chưa đáp ứng được thì uh, vẫn không thể đáp ứng được cho công việc cho nên tóm lại điều cần làm là thực sự xác định mình thiếu điều gì chứ không phải là lúc nào cứ thất nghiệp là do thiếu kiến thức mà mình cứ đi học lên. Ở nhiều nước hiện nay, nguồn nhân lực cung dược quá cầu nên tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp nhưng không kiếm được việc làm ngày càng cao. Trong trường hợp đó, các bậc phụ huynh thường trách cứ con cái. Người ta làm việc sáng tối, sao con cứ suốt ngày ru rú trong nhà vậy? Lại còn không chịu khó đi tìm việc làm. Những người thất nghiệp ở nhà thường bị mọi người lạnh nhạt, ra ngoài xã hội cũng bị người khác nhìn bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Thất nghiệp khiến người ta cảm thấy đau khổ vì tự ti, mặc cảm cho rằng mình thiếu năng lực hoặc năng lực kém nên không có công ăn việc làm. Thực ra không phải bản thân họ không muốn kiếm việc, mà thực tế họ không tìm được một công việc thích hợp với sở trường của mình. Nhất là những người có học, họ quen sống trong môi trường giảng đường, chưa có cơ hội tiếp xúc với môi trường sống thực tế, nên khi ra ngoài xã hội, phải đối diện với vô vàn cạnh tranh khốc liệt và những mối quan hệ phức tạp. Họ thường không đủ bản lĩnh để thích ứng, dẫn đến việc không ngừng thay đổi công việc hay thất nghiệp. Có một sinh viên tốt nghiệp đại học đã 3 năm nhưng mà vẫn không tìm được việc. Bố mẹ cậu ấy đến hỏi tôi nên xử lý thế nào trong trường hợp này. Tôi nói, cậu ấy tuổi trẻ khỏe mạnh có thể học nghề mộc hoặc thợ hồ cũng có thể tìm các công việc lao động bằng tay chân. Bố mẹ cậu không phục hỏi dặn lại. Thế thì làm sao được? Con trai tôi tốt nghiệp đại học, làm sao đi làm các công việc như thế được? Thế thì mọi người có quan niệm sai lệch về vấn đề này rồi. Tôi có quen cậu con trai của một luật sư ở Mỹ. Sau khi tốt nghiệp không tìm được việc làm, cậu ấy đã học nghề mộc. Cậu ấy đã không ngừng học hỏi, tìm hiểu nhờ thế tay nghề ngày càng nâng cao, cuối cùng trở thành thầy giáo trong trường mộc, chuyên đào tạo những học viên có tay nghề cao về ngành mộc. Từ đó không những cậu đã có việc làm ổn định, được mọi người tôn trọng mà thu nhập cũng cao. Hầu hết mọi người đều nghĩ học sau đó làm đúng nghề, nhưng trong thực tế tôi thấy cũng có không ít người phải làm nghề tay trái. Có một sinh viên theo học ngành luật nhưng khi tốt nghiệp lại làm về bưu chính. Tôi lấy làm ngạc nhiên thì hỏi. Tốt nghiệp đại học ngành luật đáng lý phải làm những công việc liên quan đến pháp luật chứ. Cậu ấy nói, vì khó xin vào các cơ quan, làm đúng như chuyên ngành đã học. Hơn nữa do ngành bưu chính thiếu người nên tôi đã trúng tuyển. Thế là vào làm việc cho ngành bưu chính. Như thế không phải là việc tốt sao? Sau khi tốt nghiệp, chúng ta không nên kén chọn quá mức cần thiết hãy cứ có việc làm hãy làm trước đã sau đó mới quan tâm xem công việc nào thích hợp với mình nhìn từ quan điểm Phật học đây gọi là tùy thuận theo duyên tất cả mọi việc đều do duyên hòa hợp do duyên chính mùi mà có một khi duyên đã hội đủ thì làm việc gì cũng không thuận cũng thông thuận nghĩ đến là làm được nếu nhân duyên chưa hội đủ thì dù bạn có phải đánh đổi với bất kỳ giá nào cũng chỉ là công cốc cho nên các bậc cha mẹ thầy cô cần tập cho con em mình một tâm thái tiềm diệt đúng theo tinh thần nhân duyên nhân quả nhằm giúp con em có quan điểm chính xác lành mạnh dưới áp lực và môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay các bạn có nhớ đâu đó chúng ta đã từng nói với nhau về uh, câu chuyện mỗi tất cả đều là sự lựa chọn thất nghiệp là một sự lựa chọn chúng ta chọn thất nghiệp nếu như chúng ta đã chọn thất nghiệp rồi thì chúng ta không oán trách ai cả đó là quyền của chúng ta chúng ta đã chọn thì chúng ta có trách nhiệm với điều đó bởi vì ngân nói rõ hơn về cái điều mà ngân vừa chia sẻ uhm, có một cái uh, nghiên cứu là Mặc dù là rất nhiều sinh viên ra trường thất nghiệp cái con số đó cũng là một cái con số rất là báo động tuy nhiên bên cạnh đó việc các công ty tìm kiếm nhân sự cũng rất là khó tại sao một bên đó, cung cũng nhiều cầu cũng nhiều mà tại sao không khớp lại với nhau giống như là à, hai người ế Ai cũng than mình ế. Người nữ không tìm được người chồng như ý, người nam cũng không tìm được người vợ như 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 ý. Dạ. Như vậy thì uh, câu hỏi đặt ra là tại sao họ không tìm đến với nhau để mà họ phải than ế. Thế thì uh, vấn đề ở đây là cái yêu cầu của cả hai bên đều cao so với cái mức năng lực thực của họ Ai cũng yêu cầu cao Và vì thế là họ không Mà bản thân mình lại không đáp ứng được Cho nên là nó không khớp với nhau Và trong công việc cũng vậy Chúng ta yêu cầu cao Tuy nhiên là kỹ năng, kiến thức của chúng ta chưa tới Chúng ta chưa đáp ứng được Và công việc cũng vậy Công việc cũng yêu cầu một người như vậy Nhưng mà không cả hai bên không khớp lại với nhau vậy thì điều chúng ta cần làm là chúng ta xác định thực sự vẫn là câu chuyện chúng ta xác định thực sự là chúng ta thiếu chỗ nào làm sao để chúng ta có thể đáp ứng được với cái mục tiêu với cái định hướng công việc mà chúng ta mong muốn và công việc hiện tại trên thị trường có rất nhiều nhưng chúng ta vẫn chọn thất nghiệp bởi vì chúng ta nghĩ là những cái công việc đó nó không tương xứng với trình độ của chúng ta giống như con trong câu chuyện vừa rồi một người tốt nghiệp đại học nghĩ là mình uh, làm sao mình có thể đi học một cái nghề và làm cái công việc đó được tuy nhiên tất cả mọi sự đều có cơ hội quan trọng là khi mà chúng ta làm công việc này chúng ta phát triển hơn chứ không phải là um, chúng ta làm mà chúng ta chôn vùi cuộc đời của chúng ta vào đó mà mỗi công việc nếu chúng ta thực sự cố gắng chúng ta thực sự tập trung chúng ta thực sự đóng góp thì cơ hội luôn đến với chúng ta một cuốn sách rất là hay ngan đồng ý tự tại trong công việc tất cả mọi việc đều do nhân duyên hòa hợp mà thành một khi nhân duyên hội đủ chín mùi thì tự nhiên mọi việc sẽ thông thuận, nghĩ đến là làm được. Quyển sách này Ngân cũng vừa cầm khi mà bắt đầu nhấn livestream um, chia sẻ với cả nhà luôn. Thật ra hôm nay Ngân muốn chia sẻ với cả nhà một quyển sách khác Uh, quyển sách đó thì uh, có những có một số cái uh, nó nó không giống như là những cái quyển sách mà ngân thường đọc Thật ra nó chỉ là một cái uh, quyển tản văn thôi. Thế thì uh, nhưng mà ngân nghĩ là sẽ có nhiều bạn thích thì uh, ngân mới định đọc cái quyển đó mặc dù là nó không phù hợp với bản thân mình bởi vì uh, ngân nghĩ nếu như mà đọc cái quyển đó thì ít nhất là mình cũng có thêm cái um, cái ngôn từ uh, đọc sách không bao giờ là thừa cả tuy nhiên là khi mà đi từ trường về á thì ngân có gặp một số uh, cái, uh, cái cái chuyện xảy ra trên đường và khi mà về đến nhà khi mà nhấn livestream á thì ngân quyết định là ngân sẽ không đọc quyển sách đó và thay bằng một cái uh, giống như là ngân nghĩ đó là một cái tín hiệu đó. các bạn đọc cái nhà giả kim chưa mọi thứ nó đều là một cái tín hiệu cho mình quan trọng là mình biết nắm bắt và ngân nghĩ đó là một cái tín hiệu để báo hiệu cho mình là ngân uh, không nên đọc quyển sách đó có thể là nó không phải là một cái quyển sách không không hay nhé các bạn có thể là quyển sách này nó phù hợp với người này nhưng mà nó không phù hợp với người khác và với cái phương châm của kim ngân đó là chia sẻ những cái giá trị thì đôi khi những cái tảng chân à, mang cái màu sắc cảm xúc tình cảm sức mướt bán tháng gì đó thì nó không phù hợp với mình vậy thôi còn với người khác thì đôi khi mình sẽ có những cái sự đồng cảm và có những quyển sách mà nó thay đổi cuộc đời của một con người cũng bắt nguồn từ đó. Đây là quyển sách này hoàn toàn là khi mà chia sẻ với cả nhà thì ngân mới đọc, nhưng mà khi mà đọc rồi á thì ngân thấy thật sự đó là một quyển sách hay. Cụ thể là ngân nãy giờ ngân không đọc ngẫu nhiên mà ngân đọc từ từ đầu. Nãy giờ là mình đã đọc hai bài đầu và tới bài thứ ba này thì ngân nghĩ là nó cũng là một cái bài rất là hay để ngân có thể chia sẻ với cả nhà làm việc là tự rèn luyện các bạn thanh niên khi vừa mới đi làm do tuổi đời còn non trẻ chưa từng trải thiếu kinh nghiệm thiếu cả nghị lực và sự kiên trì nên khi gặp thất bại khó khăn trong công việc liền muốn trốn tránh thoái thác thực ra đây cũng là tâm lý chung phổ biến của con người con người ngày nay khác xa ngày trước họ khó định tâm sự bồng bột nông nổi đã trở thành một trong những đặc tính của người hiện đại chính vì thế mà sự thay đổi trong công việc cũng gia tăng theo song đấy là hiện tượng phổ biến có thể lý giải được khi mọi người không biết nên làm việc gì đó chính là lúc phản ánh sự thiếu hiểu biết, nhận thức về chính bản thân họ. Vì đặc tính con người vốn không có một hướng nhất định. Cụ thể, nên cứ thấy làm thế này không tốt, làm thế kia cũng chẳng xong. Làm việc gì chán việc đó, cuối cùng chẳng có lấy được một nghề nào vừa lòng như ý cả. Tôi có quen một thanh niên, cậu ấy thường cứ 3 tháng thay đổi công việc mỗi lần như thế cậu ấy đều đến kể với tôi cậu ấy bảo là trên đời này chẳng có công việc nào khiến cậu theo đuổi suốt đời cả tôi nói chắc gì cậu không phải là một người tốt nên không có công việc tốt tương xứng với cậu đấy thôi cậu phản bác lại sao lại không phải là người tốt tôi là người sống thật lòng biết cố gắng biết nỗ lực một mình tôi có thể làm công việc của hai người nên bất kỳ làm việc ở đâu cũng được cấp trên coi trọng và khen là người có năng lực. Vì thế họ thường giao công việc đáng lý phải do hai người phụ trách cho một mình tôi. Nên tôi đến làm ở đâu thì ở đó có người đi. Tôi nói, thế tại sao người khác thì chỉ làm một công việc mà cậu lại làm cả hai? Hơn nữa cậu xuất hiện ở đâu là ở đó có người nghỉ việc. Như thế cậu vừa không hiểu mình lại thiếu nghị lực đương nhiên là không thể an thân lập phận được một cái bất lợi của một người đa năng ấy các bạn. Đạo ra có những người sinh ra ấy uh, tất nhiên là mỗi người chúng ta sẽ có những cái thế mạnh và có những điểm yếu. Tuy nhiên là có những người sinh ra có rất nhiều điểm mạnh và ngược lại có những người tìm điểm mạnh rất là khó. Không phải là họ không có điểm mạnh đâu nhưng mà bởi vì uh, có thể là nó tiềm ẩn ở đâu đó mà chưa có khai phá ra được và đối với những người mà gọi là uh, đa năng ấy uh, đa tài ấy thì uh, đó là một cái điểm được ưu ái khi mà họ sinh ra nhưng ngược lại nếu như họ không biết sử dụng những cái sự đa tài đó thì nó lại tạo thành một cái điểm yếu và có lúc nào mà chúng ta sẽ cảm thấy là uh, cái gì mình cũng làm được nhưng mà cuối cùng cái gì mình cũng thích nhưng mà cuối cùng thì mình không biết đâu mới là đam mê thực sự cuối cùng của mình cái này ngân chia sẻ rất là chân thành bởi vì uh, bản thân mình đã từng ở cái uh, đã từng ở cái giai đoạn đó và giống như cái uh, người vừa chia sẻ trong câu chuyện ấy, cái thời điểm mà ngân vừa ra trường á thì cứ một năm đổi tới năm có khi có những cái năm mà đổi tới năm sáu công việc cứ làm một vài tháng thấy chán quá nghỉ cứ như vậy tiếp tục tiếp tục rồi sau đó mình cảm thấy hơi quan mang về con đường sắp tới của mình mà thật là may là thời điểm này thì ngân đã khi mà chia sẻ với cả nhà đã mạnh dạn chia sẻ với cả nhà thì ngân đã vượt qua cái giai đoạn đó rồi bởi vì uh, mình nghĩ là mình có thể sử dụng ít năng ít um, ít nỗ lực hơn để mà mình làm một cái công việc mà người khác phải sử dụng nhiều cái nỗ lực hơn cho nên là khi mà um, mình làm một cái việc gì, gì đó thì mình không sử dụng toàn tâm toàn ý để mình làm mình uh, bởi vì bởi vì mình thấy là mình làm uh, như vậy thôi nó đã ở cái mức độ ưu tiên rồi nhưng mà nếu các bạn đọc cái, um, cái, cái có thể là trong cái quyển sách từ tốt đến vĩ đại nó chưa đọc xong nhưng mà ngân nghĩ là trong quyển sách đó nó sẽ có có nghĩa là tốt nó là kẻ thù của vĩ đại cái sự mà ổn rồi an toàn rồi nó lại là kẻ thù của sự của thành tựu của sự dược trội giống như là nếu như mà chúng ta không chưa tìm được cái uh, niềm à, uh, nó cũng gần gần như là cái uh, việc mà giết con bò ấy trong uh, quyển sách à, ngày xưa có một con bò đấy các bạn thì nếu như mà chúng ta ở cái bước đường cùng rồi chúng ta sẽ có động lực để chúng ta dương lên như một cái lò xo chúng ta bật tới dưới thì chúng ta sẽ có thể bật cao được Còn nếu mà chúng ta an toàn quá thì đó lại là con dao hai lưỡi à, Điều chốt lại trong cái chia sẻ vừa rồi đó là chúng ta nếu như mà chúng ta làm một cái công việc và chúng ta toàn tâm toàn ý với công việc đó mặc dù có khi chúng ta cảm thấy chán nhưng chúng ta tập trung làm hết sức mình về cái công việc đó rồi khi đó con đường phía trước nó sẽ dần mở ra và cái con đường của kim ngân cũng mở ra khi mà kim ngân nhận ra cái điều đó và tập trung ở một cái mảng mà mình nghĩ đó là cái mảng mà mình theo đuổi trong suốt cuộc đời này và đến thời điểm này thì cái con đường đi của mình rất là rõ ràng rồi à, chia sẻ thêm cho những ai mà còn đang um, lạc lõng trên cái con đường sự nghiệp của mình người ta thường nói mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh không những nhà nào cảnh đó mà cảnh đó mỗi ngày mỗi thay đổi nữa. Nếu người, nếu thường ngày bạn gặp khó khăn, không biết giải quyết thế nào, càng để lâu, càng không muốn tìm cách giải quyết, thì dần dần sẽ tự đưa mình đến chỗ mắc kẹt. Trong trường hợp này, nếu có người khác đứng ra giải quyết, thì họ vẫn lại kẹt vào vấn đề khác, vì chính họ không thể tự mình vượt qua khó khăn. Ở Nhật, để kiểm tra nghị lực của công nhân, một công ty nọ đã buộc mọi công nhân phải ngồi thiền tập ngồi thiền là việc rất khó đối với công nhân vì khi mới tập rất đau mỗi chân mỗi lưng khó chịu nhưng nếu ai không qua được đợt thử thách này sẽ bị trào thải khỏi công ty vì họ không thể vượt qua đợt thử thách kia là do tâm lý thấy khó liền thoái thác tập luyện là để thử nghị lực của công nhân chứ không phải để kiểm tra thể lực và trí tuệ rất nhiều công ty tuyển dụng nhân viên bằng cách đánh mã số công nhân, kiểm tra kinh nghiệm, xem công việc đầu tiên họ làm là gì, làm trong bao lâu, tình hình công việc tiếp theo thế nào. Nếu cá nhân hay thay đổi công việc trong thời gian ngắn, thì rất có thể người đó sẽ không trúng tuyển. Giả sử trúng tuyển thì người đó vẫn không được giữ những chức vụ quan trọng trong công ty, vì họ đoán người đó rất có thể từ chức, thôi việc. Nếu ông chủ không tín nhiệm trọng dụng bạn, bạn sẽ cảm thấy tiền đồ công việc của mình không sáng sủa vì thế tôi khuyên những người trẻ tuổi khi mới đi làm bất luận đó là công việc gì bạn cũng cần phải chịu khó cần cù chăm chỉ để rèn luyện bản thân chứ không nên chỉ biết nghĩ cách kiếm nhiều tiền được như thế thì dù cách trên của bạn không trọng dụng không hướng dẫn đường đi nước bước thì ít nhất bạn cũng rèn luyện được nghị lực cho mình cứ làm thế một thời gian cho đến khi nào bạn thấy công việc phù hợp với mình có cơ hội cho mình phát triển sở trường với thôi đúc kết lại bài vừa rồi có một đoạn ngắn trên con đường tìm kiếm việc làm chúng ta cần trang bị đầy đủ cho bản thân mình những đức tính cần thiết như nghị lực sự kiên trì tầm nhìn chiến lược chỉ cần bạn có sự chuẩn bị tâm lý đó là bất chỉ cần bạn có sự chuẩn bị tâm lý đó thì bất kỳ cấp trên nào cũng sẽ trọng dụng công việc của bạn nhất định sẽ tốt dần lên. Cũng với đoạn chia sẻ sách vừa rồi thì Ngân cũng có một cái trải nghiệm cá nhân về việc uh, ngồi thiền. Trong cái lần đầu tiên mà Ngân đi tham dự thiền Vipassana đó là một cái loại uh, thiền uh, thiền tuệ thì uh, sẽ mất uh, 10 ngày 10 ngày chỉ để thiền thôi Từ sáng cho đến tối Và uhm, những cái ngày đầu á Thì mỗi lần mà mỗi chân á Thì mình mình đổi tư thế Rồi mình bỏ chân xuống Nghĩa là mình khi mà nó cảm thấy khó chịu là mình liền thoát khỏi cái cảm giác khó chịu đó ngay và điều đó nó dẫn tới là cái cảm giác khó chịu đó lần sau nó vẫn cứ lặp lại. Có nghĩa là khi một cái sự việc chúng ta tránh né nó đi thì trước sau gì chúng ta vẫn sẽ phải đối mặt. Công việc cũng vậy, khi mà chúng ta làm thì nó sẽ có những cái vấn đề ví dụ như là lương thấp, môi trường làm việc không 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 phù hợp hay là cái người cấp trên mình không hợp với họ hay là những cái người đồng nghiệp không không hợp tác chẳng hạn một khi chúng ta tránh né những cái khó khăn đó thì ở một cái môi trường khác cho dù chúng ta có thay đổi chỗ làm thì môi trường khác chúng ta vẫn phải lặp lại mà thôi và cho đến trong cái khóa thiền đó thì cho đến cái ngày cuối cùng khi mà cái cảm giác đau nhất nó đến thì mình quyết định là mình vẫn ngồi im để mà mình cảm nhận cái nỗi đau đó. Và các bạn biết cái điều kỳ diệu nó xảy ra cái cảm giác rất là thỏa, rất là thích các bạn. Thì sau cái lúc mà nó đau đến mức đỉnh điểm, thì cảm giác sau đó là một cái cảm giác hoàn toàn rất là thoải mái. Và điều đó được ứng dụng được trong cuộc sống của mình cũng vậy. Phải có những cái thử thách, có những cái lúc mà chúng ta đi đến những cái khó khăn cùng cực để mà khi chúng ta vượt qua rồi chúng ta chiến thắng những cái khó khăn đó rồi thì cái quả ngọt nó sẽ đến với chúng ta và dành cho những ai đang cảm thấy chán nản công việc của mình cũng vậy dấp ở đâu đứng lên chỗ đó có khó khăn nào đối mặt giải quyết một khi chúng ta chưa làm hết sức mình thì khi đó chúng ta không thể từ bỏ và những chia sẻ vừa rồi cũng khép lại buổi chia sẻ thứ 82 ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi.